乐有半天，快乐半天，开心片刻即送回头便知，随便笑或快乐笑笑，踏进家里一秒开始，能回家就让心花开遍，在你两边，与你每天，家中那些温暖，从来都不缺，全力去做你的完全，人你出发好每一天。Ê, Wendy, trà chuyển lạnh rồi, uống một ly sô-cô-la nóng đi. Thời tiết này uống sô-cô-la sẽ ấm lắm. Cảm ơn. Tay của anh bị nứt rồi kìa, em có sữa dưỡng ẩm để em thoa cho. Được đó. Tôi cũng muốn uống sô-cô-la, tôi còn muốn có người thoa kem cho tôi nữa. Đôi tình nhân này cứ ở đây làm những việc này, tôi không muốn xem nữa. Vậy may mắn cho anh là Venus không có ở đây, nếu không dù mắt của anh bị mù vẫn không làm được gì. Đúng vậy. Vậy sao? Nè, nhưng mà không phải đôi tình nhân nào cũng như vậy. Mọi người nhìn bên kia đi. Anh không muốn chia tay với em về với anh đi. Anh đừng phiền tôi nữa, tôi còn trẻ mà. Tôi không muốn thay tạ cho anh đâu. Đừng có đi mà. Hai người đó có phải là học khoa tiếng Trung hay không vậy? Phải, học quen nhau 3 năm rồi. Không phải nói là tốt nghiệp sẽ đám cưới sao? Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Nhưng mọi người có thấy là người con trai đó có gì thay đổi? Có đó, già đi nhiều rồi, cũng nổi nhiều chấm trắng nữa. Anh ta ngày trước có đi làm kiểm tra, bác sĩ phát hiện là anh ta có bệnh thoái hóa đó. Bệnh thoái hóa? Là bệnh gì vậy? Các nhà khoa học đã nghiên cứu bệnh này. Bệnh này là do cặp nhiễm sắc thể đầu tiên XY của con người gây ra. Tôi muốn hỏi XY có phải là nói tục hay không? Tức là tế bào của con người có một tế bào là thuộc tế bào vật thể di truyền. Tôi muốn hỏi, tế bào vật thể di truyền là nói tục phải không? Đúng đó. Các người đúng là những kẻ không biết cái gì hết. Tôi đúng là không muốn lãng phí thời gian. Nói chung là do gen của người nam đó đã bị thay đổi nên anh ta mới bị mắc phải bệnh đó. Đại ca, anh giải thích như vậy được rồi. Nói phức tạp quá làm gì, Thành An không có hiểu đâu đúng không? Đúng rồi. Anh hiểu sao? Là cô ta biết được anh ta có bệnh, lại không muốn chăm sóc anh ta nên hai người họ chia tay. Đúng rồi, nên người con trai đó thật sự rất thích người con gái đó, cho nên mới xảy ra chuyện này. Người con gái đó ích kỷ quá mà, quả tới đầu mạnh anh ấy chạy. Nói đi cũng phải nói lại, nếu như Venus giống như là chị Phấn, anh có chịu chăm sóc cô ta hay không? Có chứ, con người ai mà không già, coi như già trước tuổi thôi. Hơn nữa tôi cũng không phải người quan trọng vẻ ngoài. Bonnie à, nếu như một ngày nào đó anh giống người con trai đó mắc phải căn bệnh đó, em có rời xa anh không? Em không biết. Sao em không biết? Anh nói chỉ là giả sử thôi mà. Em cũng chưa trải qua, em cũng chưa nghĩ tới điều đó. Vậy có nghĩa là em sẽ rời xa anh có phải gì không? Giống như cô gái hồi nãy hả? Bonnie cũng là chỉ nói là thật lòng thôi. Bây giờ anh khỏe như vậy, Bonnie cũng có thể nói bừa là không rời xa anh được mà. Nó cũng phải đó. Con người chúng ta khi đang trong hoàn cảnh khó khăn mới có thể tự mình phát hiện ra mình là con người như thế nào. Tôi hiểu rõ chính mình mà. Nếu như Bonnie có xảy ra chuyện gì tôi cũng sẽ không rời xa cô ấy đâu. Thì em cũng là chưa nói chắc mà em cũng không nói là sẽ rời xa anh. Ê, sao có con người lớn quá vậy? Đánh chết nó đi. Mà trời đang lạnh mà sao lại có ruồi bay qua kỳ lạ thì. Mà sao mùa đông lại có ruồi? Mùa đông thì đương nhiên sẽ có ruồi rồi. Nhưng mà vào ban ngày khi trời chuyển mát mới bay ra đây thôi. Ở đâu có ruồi vậy? Bay đi rồi. Ơi, bắt hết nguyên cả ngày cũng bắt được 5 con. Anh cần để nấu canh hả? Làm thí nghiệm. Hôm trước anh có nói là kiếm một công việc part time, thì ra là làm công việc trợ lý hay sao? Vậy tôi hỏi chút nha, việc này với việc bắt ruồi có liên quan gì? Giáo sư của tôi nói là gần đây ruồi xuất hiện nhiều và muốn giải quyết vấn đề này, nên kêu tôi bắt ruồi về để làm thí nghiệm đó mà. Vậy làm thí nghiệm gì vậy? Anh đang làm gì vậy? Đây là sự kích thích gen hormone đó. Chỉ cần tiêm vào cơ thể của con ruồi này sẽ làm giảm tinh trùng của con ruồi xuống một chút. Nếu là ruồi được ít tinh trùng sẽ bớt đi cơ hội thụ tinh với ruồi cái, từ đó mà nói sẽ ít ruồi con được chào đời. Vậy việc xuất hiện nhiều ruồi sẽ được giải quyết. Vậy thì dễ rồi, anh bắt ruồi được về, chích thuốc này vào, làm giảm hormone của nó là được rồi. Cái này chỉ đang trong giai đoạn thí nghiệm mà thôi, chưa hoàn toàn thành công đâu. Trước đó tôi đã bắt qua nhiều con ruồi được rồi, nhưng đều không thành công. Vậy cái này là thuốc mới phải không? Đúng vậy, hy vọng sẽ thành công. Hẹn chị anh lâu như vậy vẫn chưa nói đến trọng tâm. Chỗ này là chỗ mà chúng ta thường hay ăn lẩu kia mà. Bây giờ bệnh làm cho dơ hết rồi, vậy chúng ta phải làm sao đi chứ? Đúng rồi. Tháo ra đi. Đừng. Nhưng mà do phòng thực hành rất xa, mà tôi còn phải mỗi ngày trông chừng những con ruồi nữa, đi tới đi lui sẽ rất tốn thời gian canh chăm chú đi mà. Giảm nhiều người của tôi mà. Anh đừng tưởng anh làm bộ mặt tội nghiệp tôi sẽ tha thứ. Được rồi, cái này là các anh bày ra có phải gì không? Vậy tụi các anh thôi. Tôi làm xong thực nghiệm tôi sẽ lau dọn sạch sẽ cho các anh mà. Đúng rồi, tôi rất phấn khởi đó. Tôi lớn vậy chưa bao giờ thấy người ta làm thí nghiệm. Anh phấn khởi vậy sao? Mà sao bọn ruồi chết hết rồi vậy? Chúng mày chết rồi thì làm sao giao hợp được đây? Anh bây giờ đang chuẩn bị tiêm thuốc vào có đúng không? Đúng vậy. Ôi trời ơi, sao nó bị phồng lên vậy hả? Sao ống thuốc tiêm của anh còn nguyên vậy? Một ống như vậy có thể tiêm được 5 con. Cũng vui quá, anh cho tôi mượn chút xíu coi. Anh làm gì vậy?
anh chú ý chút xíu. Tất nhiên rồi, anh tưởng tôi là kẻ khờ hay sao? Thôi, tôi bị dính rồi, làm sao bây giờ? Ở đâu cũng có, vết thương cũng có kìa. Làm sao bây giờ? Đây là chất độc hóa học, anh có bị sao không vậy? Đương nhiên là có chuyện rồi, chất hormone này mua rất là mắc tiền. Để giáo sư biết được chắc sẽ mắng chết chúng tôi đó. Vậy bây giờ tay của tôi quan trọng hay là gì anh bị giáo sư mắng quan trọng? Nghe nói anh phá đồ thí nghiệm của anh ta phải không? Còn làm anh ta bị giáo sư mắng một trận. Trời ơi, chỉ là một ít chất hormone thôi mà, đừng có nhát như vậy, cũng là do họ thôi. Để cây kim chích lung tung. Nè anh đừng gãi nó nữa, bị trầy hết rồi nè. Nhưng mà anh ngứa lắm đó. Thời tiết nóng như vậy em không ở bên cạnh anh lạnh quên mất thoa kem dưỡng ẩm đúng không? Thật ra không phải chỉ có bàn tay ngứa không đâu. Sáng nay em thức dậy cả người đều ngứa ngáy, cảm giác rất kỳ lạ luôn. Có gì kỳ lạ chứ? Cũng không biết nên nói thế nè, nào đi nữa. Đi lên chút xíu đi, ở đây rất là nắng. Anh lại không nghĩ vậy, anh thấy nắng chiếu xuống cảm giác rất thoải mái mà. Giống như là cả người tràn đầy năng lượng vậy đó. Không phải lúc trước anh rất sợ bị nắng chiếu xuống người sao? Cậu An, Bonnie, sao gặp hai người ở đây vậy? Anh Quy, anh với Philip đi tản bộ hả? Không phải, Philip nghịch ngợm này học người ta nuôi ếch nên bắt tôi phải đi mua cho nó đó. Nó kêu chúng ta phải mua trùi cho nó ăn, chúng ta nên đi đâu bắt trùi đây? Anh làm gì vậy? Philip để chúng ta xa đi. Không phải chứ An, cả ếch cũng sợ sao? Ngày trước anh đâu có sợ ếch đâu, anh còn nói em đi ăn thịt ếch chung với anh nữa mà. Anh cũng không biết nữa, nói chung anh nhìn thấy nó rất ghê. Em thấy nó rất dễ thương mà, anh xem đi. Cứu anh... tôi với, đừng có ăn tôi mà. Thành An bị gì vậy? Anh không cạo râu sao? Râu hả? Anh không có cạo râu. Không phải, thật ra là có. Nhưng mà sáng sớm nó lại mọc lại, thì anh vẫn cạo nó đi. Nhưng mà nó lại mọc ra nữa. Còn là càng mọc thì râu sẽ càng cứng, nên anh không có cạo râu nữa. Đúng là rất cứng. Đúng vậy, rất là cứng. Nhưng mà cũng không sao, như vậy cũng rất đẹp trai. Để tôi xem có vàng không ạ? Không cần đâu, tôi nhìn thấy mà. Tôi thấy có món bún thịt ướt sườn kinh đô, thịt heo chân với lại cơm. Xa như vậy mà anh cũng thấy sao? Và không phải nhìn thẳng nữa. Nhìn thẳng hả? Đúng rồi hả? Không phải nhìn thẳng, nhìn thấy mà. Mọi người không nhìn thấy sao? Hôm nay anh có gì không ổn phải không? Anh cũng cảm thấy gần đây anh có gì khác. Ngoài việc lúc nãy anh nhìn thấy cái bảng menu ra, anh còn nhìn thấy đầu bếp dùng loại dao rất sắc bén để mà chặt xá xíu nữa, cắt hết một góc luôn. Wow, đầu bếp đó đứng xa lắm mà. Không những anh có thể nhìn xéo mà còn nhìn xuyên qua tường nữa hả? Đúng vậy đó. Ngoài việc anh mọc trâu nhiều hơn ra thì ngay cả tay chân cũng mọc lông nữa, mọc rất nhanh lại còn cứng nữa. Ngày trước anh đâu có phải như vậy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì đấy? Có thể là do sức khỏe của anh tốt, hóc môn nam giới tăng thôi. Đúng rồi, tôi có một dự cảm không được tốt. Oh my god, sao bên kia chỉ uống nước thôi mà cũng đẹp như vậy sao? Phần mông lại còn rất nhọn nữa. Anh không sao chứ, đây là chị phân lớn mà. Sao có thể nhìn thấy phần mông của chị nhọn vậy? Anh có phải hóc môn nam giới tăng nhiều cho nên bây giờ phát ra hết không? Cái con ruồi này lại còn đậu trên đồ ăn nữa. Chị phấn lớn, sao chị lại giết chết con ruồi cái này vậy? Có phải chị đố kỵ không? Tôi chỉ là đập chết con ruồi thôi mà. Đúng là nó đó. Chị không nhìn thấy cái mông của nó rất nhọn hay sao? Mông nhọn là ruồi cái đó. Chỉ là con ruồi thôi, anh giận như vậy làm gì? Nó không phải chỉ là con ruồi không đâu. Nó còn đang trong giai đoạn gần kết hôn nữa. Nó cần kiếm một con ruồi được đám cưới với nó, tạo thành một gia đình. Thì ra anh nói con ruồi này, nó chỉ là con ruồi cái thôi mà. Nó chỉ là một con ruồi cái thôi mà. Nó chỉ qua uống nước thôi mà. Có làm gì gì sai đâu chứ. Cậu có phải là học nhiều quá nên bị hư não không? Trong một năm tôi không biết giết chết bao nhiêu con ruồi rồi. Chị không có tình người mà. Con ruồi cũng là một phần tử của xã hội. Chị không có quyền giết nó đâu, làm mất quyền sống của nó. Đúng là bệnh thiệt mà. Mọi người có cảm thấy Thành An có chút kỳ lạ không đi? Dạo này con người anh ấy thay đổi hẳn, tính cách anh ấy cũng thay đổi luôn. Kỳ lạ hơn nữa là anh ta cảm thấy con ruồi cái nó đẹp kìa. Đừng nói nhiều nữa, mà đuổi theo anh ta đi. Lúc cuộc dạo này xảy ra chuyện gì vậy? Sao tôi lại biến thành một con người lạ tới vậy? Mọi chuyện đều bắt đầu sau khi anh đi vào phòng thí nghiệm của thương trùng phải không? Đúng vậy. Vậy theo như si đoán và giả thiết của tôi, ngày trước tôi có xem qua một bộ phim, có một nhà khoa học trong lúc làm thí nghiệm do bất cẩn nên để thuốc bắn vào trong người, cho nên từ từ ông ta biến thành hình thể người ruồi. An à, tôi sợ. Hôm đó lúc anh vào phòng thí nghiệm, lúc anh bất cẩn làm cái hóc môn đó dính vào trên tay của anh, sau đó còn dính vào vết thương của anh nữa. Không lẽ gen của những con ruồi đó đã lan vào trong cơ thể anh rồi? Có nghĩa là tôi sẽ biến thành hình thể người ruồi? Cũng có thể sẽ trở thành như vậy đó. Vậy nhà khoa học đó cuối cùng bị cái gì vậy? Cuối cùng ông ta trở thành hình thể người ruồi, sau đó còn bị bạn gái của ông ta bắn chết nữa. Oh my god. Vậy sao?
Không. Bệnh thần kinh hả? Con người thì làm sao biến thành loài ruồi được? Đó chỉ là những tình tiết của bộ phim thôi, thực tế ngoài đời không xảy ra. Vậy cô giải thích tại sao An gần đây lại có những thay đổi kỳ lạ như vậy? Chắc chỉ là bệnh lạ thôi. Lúc nãy tôi lên mạng xem rồi, những gì mà An đang làm á, giống như những đặc tính của một con ruồi vậy đó. Giống nhau là giống như thế nào chứ? Mắt của loài ruồi do 4.000 con mắt nhỏ cấu tạo thành mà. Cho nên thị lực của tôi đột nhiên lại tốt tới như vậy. Còn nữa nha, lông của loài ruồi giống như lông của anh bây giờ vậy, vừa cứng vừa dính liền với nhau. Đây là cái lý giải tại sao tôi gần đây lại có sự thay đổi. Đúng rồi, loài ruồi rất thích ánh sáng, khi có ánh sáng thì chúng sẽ tự bay tới. Cho nên hôm đó anh lại chạy đến chỗ có ánh nắng. Khi Philip đến nói là những con ếch đó rất thích ăn ruồi, anh lại sợ tới như vậy. Tôi hiểu rồi, suy đoán này vẫn còn mơ hồ lắm, nhưng mà tạm thời tôi chỉ suy đoán được nguyên nhân hợp lý này thôi. Tôi sẽ từ từ trở thành một con ruồi hay sao? Sẽ không có gì đâu, bình tĩnh lại đi. Anh sẽ bình tĩnh được đây. Anh sẽ biến thành ruồi đó, là ruồi đó. Anh như tôi nói có được không? Chúng ta bây giờ đi kiếm giáo sư với thư trùng đi, xem thử có cách nào để giải quyết hay không. Không được, tôi không thể đi đâu hết. Nếu tôi đi ông ấy bắt tôi làm vật nghiên cứu, giải phẫu tôi thì sao? Vậy tôi biết tính sao? Tôi không muốn chết nhanh tới vậy đâu. Tôi không muốn biến thành con ruồi. Tôi không muốn. Đừng đuổi theo nữa, chúng ta nghĩ cách giải quyết đi. Bên đi. Anh ấy đâu? Không phải anh ấy đi chung với hai người sao? Cô yên tâm đi, anh đã ở trong ký túc xá của chúng tôi rồi. Không, anh không nghe điện thoại của tôi, hôm nay còn không đi học. Tôi sợ anh ta có chuyện gì thôi. Không những không đi học mà cũng không về nhà luôn. Anh ta sợ người nhà nhìn thấy, cho nên chúng tôi bảo anh ta đến ký túc xá chúng tôi ở. Tôi suy nghĩ nhiều rồi, tôi thấy câu chuyện con người biến thành con ruồi rất là kỳ lạ và vô lý. Có thể anh ta chỉ là mắc phải bệnh lạ nào đó thôi. Thành An là bạn của chúng tôi mà, chúng tôi cũng không muốn nó xảy ra chuyện gì. Nhưng mà hôm qua chúng tôi bắt đầu thấy được những chuyện rất là ghê. Mọi người hôm qua nhìn thấy cái gì? Anh An à, anh đang làm gì vậy? Ăn đồ ăn. Ê, sao ăn đồ cũng không nói tôi nghe vậy? Ê, anh đừng dùng ống hút đốt đồ ăn. Nếu nói đúng là tôi muốn dùng ống hút để làm nát thức ăn sau đó mới ăn, đầu ống của tôi muốn bắt tôi phải làm việc đó. An à, sao anh lại ngủ trong thùng rác vậy? Dơ lắm đó. Đâu có đâu, thoải mái lắm mà. Anh đừng có làm phiền tới tôi, anh giúp tôi đóng lại đi. Nè, tôi lên mạng xem rồi, thực quản và miệng của ruồi cần phải dùng ống hút để nghiền nát thức ăn, sau đó mới có thể nuốt vào bụng, cho nên Thành An mới chọn bánh mì để ăn nữa. An nó có hết tất cả thuộc tính của loài ruồi rồi, hơn nữa bây giờ còn thích ngủ trong thùng rác nữa. Đúng thật là rất là hôi đó. Nè, anh có ngửi thấy hay không hả? Tất nhiên là ngửi thấy rồi, chắc là có ai đi nặng rồi không dội nước chứ gì. Ê, là anh hả? Sao anh lại ở trong này ngửi phân vậy? Tôi cảm thấy nhà vệ sinh này rất thơm, cho nên vào đây ngửi. Anh bị điên rồi hả? Anh bỏ ra đây, ra đây. Nè, ra đi. Ra đi. Anh à, đúng rồi, sao tôi lại cảm thấy nhà vệ sinh lại thơm ta? Anh đừng nói chuyện hôi quá đi. Vậy sao? Có chuyện gì vậy? Con đó, anh không phải ở trong đó đã ăn cái gì rồi chứ? Hình như là có đó. Có thể không làm như vậy không? Không lẽ cả thứ đó anh ta không ăn sao? Thuộc tính của Thành An giống hệt như thuộc tính của loài ruồi vậy. Anh ta sắp trở thành một con ruồi rồi. Không được, tôi phải đi tìm anh ta. An à, mở cửa đi anh. Tại sao lại khóa rồi? Lúc tôi đi đâu có khóa cửa đâu. Chắc chắn Thành An đã khóa cửa lại rồi. Chết rồi, gõ nãy giờ mà cũng không nghe. Có khi nào là nghĩ quẩn hay không hả? Cái gì? Anh mau mở cửa đi, anh có chìa khóa không? Tôi có. Anh An. Cái gì đây? Sao dơ dữ vậy? Loài ruồi rất thích dơ bẩn, chắc chắn là Thành An làm rồi. Vậy anh An đi đâu rồi? Mọi người tìm tôi hả? Là anh hả? Anh đi đâu vậy? Có biết chúng tôi rất lo cho anh không đây? Hình như lúc nãy tôi đi lên trên sân thượng. Không phải, là bên đây. Ê, khoan đã. Anh lên sân thượng bằng cách nào? Anh đâu có chìa khóa của phòng Chu Lăng đâu. Không lẽ đi ra ngoài xong rồi khóa cửa lại hả? Tôi cũng không biết. Lúc nãy tôi đang ngồi ở đây, sau đó thì ngồi ngay người, rồi sau đó không biết sao lên sân thượng. Tôi cũng không biết lên đó bằng cách nào. Hả? Làm sao? Làm sao lên đó được? Không lẽ lúc nãy anh bay lên đó sao? Đúng vậy. Hèn gì, lúc nãy tôi có cảm giác bay lơ lửng. Tôi có cảm giác là tôi đang bay lên trên đó. Không, không thể nào. Tôi là người mà,
làm sao mà bay lên đó được. Anh An à, có chuyện gì thì kể cho ba chúng tôi nghe đi. Anh đừng có đụng vào tôi. Sao đụng vào tôi? Anh làm gì vậy? Không, anh làm gì phải ứng mạnh như vậy? Cơ thể anh có phải lại thay đổi gì nữa rồi không? Không có, tôi không biến thành ruồi đâu, anh đừng có nói bậy đó. Em và họ chỉ muốn quan tâm anh thôi mà. Anh biết mà. Rồi, anh biết rồi. Anh không muốn biết. Mọi người đi ra hết đi, anh rất mệt, anh muốn đi ngủ. An à, đi đi, đi đợi chút. Đi ra ngoài đi, đi đi mau, đi đi ra hết đi. Anh ấy nhất định có chuyện không muốn nói cho chúng ta biết. Nếu như tôi đoán không sai, cơ thể của anh ta chắc chắn đã bắt đầu tiến hóa. Anh ta mới không cho chúng ta đụng vào anh ta. Không lẽ anh ta mọc cánh rồi bay lên trên đó sao? An à, anh ở đâu vậy? Bonnie, anh đã biến thành con ruồi rồi. Không thể nào. Bonnie à, anh biết em thật lòng với anh mà. Dù anh biến thành con ruồi anh cũng không để tâm. Chúng ta vẫn có thể hẹn hò kết hôn rồi còn sinh con nữa. Anh muốn kết hôn với em sao? Anh muốn kết hôn với em. Chúng ta sẽ sinh rất nhiều ruồi con. Toàn bộ đều là ruồi hết. Thành là một gia tộc chỉ có loài ruồi thôi. Có được không hả Bonnie? Nhưng em là người, anh là ruồi mà. Chúng ta không thể nào sinh con và kết hôn. Tại sao lại không thể chứ? Có thể trong tương lai anh sẽ truyền nhiễm cho em đó. Lúc đó em cũng sẽ trở thành con ruồi. Em không chịu, em không muốn biến thành con ruồi. Em không muốn. Anh muốn sinh con. Anh muốn sinh con. Anh muốn sinh con. Thì ra chỉ là giấc mơ. Alo, chú Lăng Lăng. An à, anh ấy đi đâu rồi? Anh ấy bên kia kìa. Nè, Bonnie, Bonnie à. Anh An, đừng qua đó, An nó đi lên không biết sẽ làm gì đâu. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, anh không phải đã đưa anh ấy về nhà rồi sao? Đúng vậy, chúng tôi vốn đưa anh ta về rồi. Nhưng mà anh ta nửa đêm trở về cái túc xá kiếm chúng tôi. Nói cái gì lời từ biệt cuối cùng, sau đó lại nói là rời khỏi thế giới này. Nên chúng tôi á, mới kêu anh ta đừng có nghĩ quẩn. Ai ngờ anh ta lại điên lên chạy lên sân thượng. Anh ta còn kêu đừng tới gần nữa, chỉ cần tới gần một bước, anh ta sẽ nhảy xuống. An à. Nè, đừng mà Bonnie, đừng qua đây. Các anh làm cái gì vậy? Không phải tôi đã nói là đừng gọi cho Bonnie đến hay sao? Tôi không muốn Bonnie nhìn thấy bộ mặt của tôi. An à, anh đừng có nhảy xuống mà, anh xuống đây trước đi. Anh không cứu được nữa rồi. Bây giờ trên lưng của anh đã mọc cánh rồi. Hồi nãy anh còn thấy rất ngứa, anh cảm thấy lông sắp mọc ra nữa kìa. Anh biến thành ruồi thật rồi sao? Móng tay với móng chân của anh đã mất hết rồi. Toàn thân đều thay đổi, còn bốc cả mùi hôi nữa. Anh thật sự không chấp nhận được mình lại xấu xí như vậy. Em nhất định sẽ chê bai anh cho con. Em không có chê anh đâu. Vậy nếu như anh cởi bỏ áo khoác và cởi bỏ bao tay, em có dám nhìn anh hay không? Em nhìn bộ mặt sợ sệt của em đi. Có ai lại có thể chấp nhận được người yêu của mình lại biến thành một con ruồi không? Em đi đi, anh sẽ không trách em đâu. Em không đi đâu. Dù anh có biến thành như thế nào em cũng không có đi đâu. Em không sợ hả? Em sợ đó. Nhưng cho dù anh là người hay côn trùng, em vẫn muốn tiếp tục ở bên cạnh anh. Có thật không vậy? Nếu như anh có chuyện gì, chúng ta sẽ đi khám bác sĩ. Nếu như bác sĩ không trị được, chúng ta sẽ đi khám thú y. Nếu thú y cũng hết cách trị, chúng ta đi tìm chuyên gia hiểu biết về côn trùng. Nếu như đến lúc chúng ta phải tự sinh tự diệt, em cũng sẽ ở bên cạnh anh. Anh biến thành như vậy mà em cũng không rời xa anh sao? Em sẽ không bỏ anh đi đâu. Cho nên anh xuống đây trước được không? Được không anh? Em vẫn rất cần anh đó. Bộ mặt bây giờ của anh rất xấu. Em phải có sự chuẩn bị tâm lý đó. Em đã sẵn sàng rồi. Anh cho em xem cơ thể của anh đã tiến hóa như thế nào rồi. Ta ta. Sao anh không bị gì hết vậy? Anh không phải nói anh bị tiến hóa sao? Anh lại còn nói cơ thể anh bị bốc mùi nữa mà. Anh không sao. Chúc mừng. Đúng là quạng này gặp chân tình mà. Tôi đã nói là cô ấy không chơi anh đâu. Bonnie, em đúng là người bạn gái tốt nhất trên đời của anh. Anh với họ chơi em sao? Lừa em sao? Thì hôm đó ở quán ăn, An nó hỏi nếu như nó mắc bệnh, cô có rời xa nó không? Cho nên anh ta mới cảm thấy bất an. Vì vậy mới cảm thấy không có cảm giác an toàn. Có đúng vậy không? Cho nên tụi anh mới bàn với nhau xem em có thật sự là bỏ anh mà đi hay không. Vậy sao hôm đó anh nói là tiêm phải thuốc hormone rồi gì đó dính lên người, lại còn nói thư trùng làm thí nghiệm? Cái thứ kích thích đó sao?
Tôi bị dính lên trên người rồi, làm sao bây giờ? Ở đâu cũng có, vết thương cũng có kìa. Làm sao bây giờ? An à, mau đi rửa tay đi. Vết thương của anh cũng bị dính chất hóa học kìa, tôi sợ để lại hội chứng đó. Đi mau lên. Yên tâm đi mà, chất hormone dính trên cơ thể đó sẽ vô hại. Điều quan trọng như vậy, tại sao anh không chịu nói sớm kia chứ? Tôi có xem qua bộ phim, giáo sư đó làm thí nghiệm, nhưng sau đó thất bại. Sau đó ông giáo sư đó trở thành con ruồi luôn đó. Các anh nghĩ nếu tôi biến thành một con ruồi, Bonnie có rời xa tôi hay không chứ? Tất cả đều là các anh bày ra để chọc phá em sao? Cái gì mà thị lực tốt, lông mọc dày, ngửi phân cũng đều là do mấy anh chế ra thôi. Không đó, em nói là không biết. Anh thực sự cảm thấy bất an đó. Chúng tôi cũng biết gạt cô là chúng tôi sai, nhưng mà anh em là phải giúp đỡ lẫn nhau, nên chúng tôi phải giúp thành an thôi. Đúng rồi, nhưng mà là vàng thật, không sợ lửa. Cô là người bạn gái tốt nhất đó. Em hiểu không, em là tốt nhất đó. Với lại biết em yêu anh như vậy, anh bây giờ thật sự là có cảm giác an toàn rồi. Lần này em bỏ qua đó, lần sau như vậy nữa em sẽ ném anh xuống dưới. Đừng mà, lúc nãy anh đứng trên đó xem rất là cao đó. Được rồi, để tôi qua lấy đồ. Sao lại có chai xịt côn trùng ở đây vậy? Do căn phòng em có nhện mà. Ngày trước tính là mua về để diệt chúng, em chỉ là quên đem đi cất thôi. Không lẽ mấy anh nghĩ em dùng cái đó để đối phó với anh ấy sao? Không có, không có đâu. Như là không có. Thôi đi thôi. Dục anh, sao tối vậy con vẫn chưa đi ngủ? Dung Nghi, sao trễ vậy rồi em còn làm phiền Dục Anh nữa? Dục Anh không có ở trong phòng, nó còn mua những món đồ rất kỳ lạ nữa. Lại còn có mùng chống mũi, còn có máy đo nhiệt độ, nó mua làm gì vậy? Không lẽ con chúng ta muốn nuôi thú cưng sao? Nuôi thú cưng cũng đâu cần phải mua mùng chống mũi và máy đo nhiệt độ. Hả? Sách nuôi ruồi, Dục Anh muốn nuôi ruồi sao?